X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Người đọc Tam Quốc diễn nghĩa có lẽ không ai không biết cụm từ Ung Lưu phản Tào. Bốn chữ đó song hành cùng tác phẩm suốt nhiều năm, khiến bao thế hệ độc giả tin rằng tác giả La Quán Trung thiên vị phe Thục và tung hô Thục chủ Lưu Bị đến tận trời. Tính cách và tài năng Lưu Bị ra sao, để có thể từ hai bàn tay trắng mà chia ba thiên hạ, từ một gã đan dày dệt chiếu trở thành bá chủ một phương. Theo dòng chảy của thời gian cùng sự tiến bộ trong nhận thức, hầu như những ca ngợi sách vở mà tác giả Tam Quốc diễn nghĩa cố tình đắp lên mặt Lưu Bị cũng dần dần bị bôi xóa, không chỉ bằng một số hành động binh bất yếm trá của ông ta được kể rõ ràng ngay trong tác phẩm, mà còn bởi kẻ cướp đất giết người tranh thiên hạ, sao có thể gọi là nhân nghĩa. Tam Quốc Chí là pho chính sử về thời Tam Quốc, do Trần Thọ biên và Bùi Tùng chi chú giải. Đây được coi là cơ sở dữ liệu lịch sử để La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa, bộ tiểu thuyết chương hồi lừng lẫy, một trong tứ đại danh tác Trung Hoa cổ. Đọc Tam Quốc diễn nghĩa là phải đọc Tam Quốc Chí để nắm được cái hư cái thật của thời đại này. Quay lại với Lưu Bị, nếu không nhân nghĩa, Lưu Bị còn khả năng gì? Hay chỉ là một kẻ văn rốt võ nát, dùng nước mắt lập nghiệp như người đời vẫn nói? Đại tướng không sợ trời đất như Quan Vũ, Trương Phi lý nào lại hết mực tôn sùng một kẻ nhu nhược vô năng? Hiền tài ngạo thị quần hùng như Ngọa Long Phụng Sồ, lý nào lại cam tâm phò tá một kẻ chỉ biết chạy và khóc? Khúc mắc đó sẽ mãi không có lời giải, con người thật của Lưu Bị vẫn sẽ chìm trong bóng tối, nếu không có bộ sử ký Tam Quốc Chí. Không còn những thiêu dệt, không còn những tung hô, không còn những chấm phá ảo diệu để tạo nên một nhân vật tiểu thuyết đầy nhân nghĩa, Lưu Bị của Tam Quốc Chí mới chân chính là kẻ kiêu hùng đội trời đạp đất, khiến đối thủ mạnh nhất của mình cũng phải bật ra lời khen ngợi, anh hùng trong thiên hạ, chỉ có Lưu Bị và Tào Tháo mà thôi. Vậy rốt cuộc, Lưu Bị là người thế nào? Tính cách, tài năng ông ta ra sao, để có thể từ hai bàn tay trắng mà chia ba thiên hạ, từ một gã đan giày dệt chiếu trở thành bá chủ một phương? Những câu đầu Tam Quốc diễn nghĩa có đề cập đến khía cạnh trầm tĩnh của Lưu Bị, ít nói, mừng giận không hề lộ ra mặt, nhưng những tình tiết sau đó lại như một cú đấm thẳng tay vào vẻ mặt lạnh lùng vốn có của Lưu Bị khi kể rằng ông ta rất biết khóc, chia tay Triệu Vân khóc, chia tay Từ Thứ khóc, gặp Khổng Minh khóc, bị Tào Tháo duyệt cũng khóc. Thực tế, đoạn về Triệu Vân có thể tìm thấy trong Vân Biệt truyện, Tam Quốc Chí, tiên chủ biết Vân không trở lại, nắm chặt tay không nỡ rời xa. Hành động đó thể hiện sự quý trọng nhân tài, hoặc tình cảm với bằng hữu, thân thiết nhưng mạnh mẽ, chứ không hề có chút yếu đuổi ủy mị nào như Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả. Hay như lúc thỉnh Gia Cát Lượng xuất sơn, sau khi nghe Ngọa Long trình bày xong Long Trung đối, Lưu Bị chỉ khen, hay, tuyệt không thấy hành động dập đầu lại lục khóc lóc ỉ ôi gì như trong truyện. Tương tự đối với những tình huống khác, Lưu Bị hiếm khi khóc, mà cũng ít khi cười. Thường thì kiểu người lầm lì như vậy sẽ ít có bạn bè, nhưng Lưu Bị lại khác. Ngay từ thời niên thiếu ông ta đã được nhiều người trẻ tuổi vây quanh. Nguyên nhân do đâu? Đầu tiên là bởi tác phong hành hiệp trượng nghĩa của Lưu Bị. Điển lược chép, thời ấy dân chúng gặp năm mất mùa đói kém, tụ tập nhau đi cướp bóc. Bị bên ngoài phòng ngừa giặc cướp, bên trong rộng rãi giúp đỡ tiền của, từ binh sĩ tới thủ hạ, đều cho ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm, chẳng phân biệt gì cả. Bởi thế người theo về rất đông. Lý do thứ hai, có lẽ phải kể đến một câu trong điển lược Tam Quốc Chí, người ở Bình Nguyên là Lưu Tử Bình biết Lưu Bị mạnh bảo lại có uy. Lưu Bị vốn ở Trác Quận, thế mà tên tuổi lan đến tận Bình Nguyên, chứng tỏ sự uy dũng của ông ta đã nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, chứ chẳng phải chỉ người trong nhà biết với nhau. Điều này nghe có vẻ trái ngược với ấn tượng lâu nay về Lưu Bị trong lòng người đọc, nhưng sự thật là như vậy. Lưu Bị mạnh bạo ra sao? Ngay ở giai đoạn ông ta mới khởi binh, chưa có nhiều chiến tích, Tam Quốc Chí có một chi tiết đáng chú ý thế này, viên quan đốc biêu nhân việc công đến huyện, tiên chủ xin vào yết kiến, không được, liền xông thẳng vào trói cổ viên đốc biêu lại, đánh cho 200 trượng. Tam Quốc diễn nghĩa đem việc này đổ cho Trương Phi, bảo rằng Phi say rượu nên đánh. Mà đây Lưu Bị trong tình trạng tỉnh táo lại hành động như thế, chứng tỏ ông ta còn võ phu hơn cả Trương Phi. Việc đánh đốc biêu có thể là bộc phát nhất thời không kiềm chế được, sau khi ý thức được mình gây hậu quả nghiêm trọng, Lưu Bị lập tức bỏ quan trốn đi. Điều này cũng góp phần thể hiện một khía cạnh khác của ông ta, quyết đoán. Lưu Bị quyết đoán, nghe có vẻ vô lý, Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa rõ ràng là kẻ hay do dự không quyết, để lỡ thời cơ kia mà. Nhưng nếu cái gọi là thời cơ kia thật ra lại vô cùng bất lợi, những do dự kia thật ra là nước cờ chính trị, thì sao? Do dự của Lưu Bị thể hiện lúc nào? Có phải là khi từ chối Từ Châu, không lấy Kinh Châu, lưỡng lự Ích Châu? Nếu chỉ đọc Tam Quốc diễn nghĩa, e rằng đa số độc giả đều sẽ gật đầu. Bởi những rắc rối chính trị và quân sự xoay quanh các vùng đất quan trọng này không được kể rõ trong truyện, và chỉ có thể tìm hiểu được thực chất vấn đề nhờ Tam Quốc Chí. Qua nhiều năm, với hàng trăm cuộc tranh luận nảy lửa trên khắp các diễn đàn Tam Quốc, có lẽ bạn đọc cũng đã hiểu được phần nào nguyên nhân thật sự đằng sau những chủ trừ có vẻ cảm tính của Lưu Bị, cũng như mấy lần ông ta kiên quyết phản đối lời khuyên công thành đoạt đất của các vị quân sư. Không những vậy, Tam Quốc Chí Pháp Chính truyện còn kể rằng, khi giao chiến với Tào Tháo ở Hán Trung, Lưu Bị ở vào thế bất lợi nhưng nhất định không chịu lùi về, chẳng ai dám can, chỉ có Pháp Chính liều mạng xông lên chắn trước Lưu Bị, dùng khổ nhục kế bức bách, Bị mới chịu nghe theo. Bởi Lưu Bị vốn dĩ là một người quyết đoán đến cố chấp như thế, nên không có gì lạ khi không ai có thể ngăn cản ông ta một mực đông chinh. Nhưng tiếc thay, lần đánh Ngô đó, Lưu Bị đại bại. Trận thua này khiến nhiều người cho rằng ông ta bất tài vô dụng, vì ít ai biết rằng, những chiến tích trước đó của Lưu Bị đa phần đã bị Tam Quốc diễn nghĩa gán cho người khác, hoặc làm mờ nhạt đi bằng vài dòng đơn giản. Đến khi đọc Tam Quốc Chí, người ta mới bất ngờ nhìn thấy một diện mạo khác của Lưu Bị, dũng mãnh mưu lược, văn võ song toàn. Thuở mới khởi binh lập nghiệp chỉ với vài trăm bộ hạ, Lưu Bị chẳng thể nào đứng chỉ tay 5 ngón mà cũng phải tự mình ra trận chém giết như ai. Bằng chứng được Tam Quốc Chí ghi lại, Bị gắng sức chiến đấu có công, hoặc mấy lần lập chiến công. Không những vậy, Lưu Bị còn chứng tỏ bản lĩnh của một đại soái khi đích thân chém tướng lập uy. Một là chém Dương Phụng, Hàn Tiêm. Dương Phụng Hàn Tiêm cướp bóc ở khoảng giữa Từ Dương, Tiên Chủ đón đánh, chém được cả. Hai là giết Sa Trụ, Tiên Chủ giữ Hạ Bì, bọn Linh trở về, Tiên Chủ bèn giết thứ sử Từ Châu Sa Trụ, để Quan Vũ trấn thủ Hạ Bì, còn mình thân về Tiểu Bái. Ba là chém Sái Dương, Tào Công sai Sái Dương đánh Bị, Sái Dương bị Tiên Chủ giết chết ở đó. Tam Quốc diễn nghĩa gần như đem hết những chiến tích này trao cho Quan Vũ. Có lẽ La Hiên Sinh sợ rằng viết những câu đại loại như Huyền Đức sấn lại, vung kiếm một nhát chém trụ ngã lăn xuống đất rồi chặt lấy đầu, thì ôi thôi, còn gì là hình tượng, nhân vương, hiền lành mà tác giả đã khổ công xây dựng nữa. Ngoài ra, Tam Quốc diễn nghĩa đặc tả chuyện Quan Vũ một đao tới hội, xem như một giai thoại anh hùng. Nhưng lại kể không chính xác về việc trước khi Xích Bích diễn ra, Lưu Bị cũng đã một mình sang Giang Đông gặp Chu Du. Giang Biểu chuyện chép, Bị bảo Quan Vũ Trương Phi rằng, bên kia muốn ta thân tới đó, nay ta liên kết với Đông Ngô mà chẳng chịu qua đó, không phải với tình đồng minh vậy. Bèn tự cưỡi một chiếc thuyền nhỏ đến diện kiến Du. Sai lệch ở chỗ, Tam Quốc diễn nghĩa nói Lưu Bị có dẫn theo Quan Vũ, trong khi sự thật là ông ta chỉ đi một mình. Thành ra, màn song kiếm phó hội, ngầu, không kể xiết của Lưu Bị đã bị nhấn chìm để làm nền cho cái uy của Quan Vũ, trong khi rất có thể người khiến cho Chu Du thất kinh, mồ hôi đổ toát ra cả áo, là Huyền Đức chứ chẳng phải Vân Trường. Người khiến cho Chu Du thất kinh, mồ hôi đổ toát ra cả áo, là Huyền Đức chứ chẳng phải Vân Trường. Lưu Bị hữu dũng, vậy còn mưu. Nhiều người cho rằng đó là hành động đánh rơi đũa lừa Tào Tháo lúc uống rượu luận anh hùng. Tuy nhiên, người viết nghĩ đó chẳng qua là một mẹo nhỏ, hoặc đơn giản chỉ là hành động lỡ tay nhất thời, có thể không bàn tới. Mưu ở đây là mưu kế đánh trận, ví như hỏa công Bác Vọng hay phóng hỏa Hoa Dung. Tam Quốc diễn nghĩa đem công Bác Vọng ghi cho Khổng Minh, chặn Hoa Dung nhường cho Quan Vũ. Trong khi thực tế, lúc Hạ Hầu Đôn đánh Bác Vọng, Khổng Minh vẫn chưa xuất sơn, cho nên Tiên Chủ đặt phục binh, một sớm tự đốt bỏ quân danh vờ trốn chạy, bọn Đôn đuổi theo, bị phục binh của Bị đánh tan ở đấy. Về phần Hoa Dung, Sơn Dương Công tái ký chép lời Tào Tháo, Lưu Bị, xứng đáng là đối thủ của ta, chỉ hiềm hành động hơi chậm chạp, nếu hắn phóng hỏa sớm hơn một chút, chúng ta đã chết rồi. Cho nên rất có khả năng người khéo tính đường Hoa Dung là Lưu Bị chứ không phải Gia Cát Lượng. Không chỉ vậy, sẽ thế nào nếu việc cố tình thả Tào Tháo, với những lợi ích quân sự chính trị góp phần quyết định việc chia ba thiên hạ sau này, là mưu kế của Lưu Bị chứ không phải Khổng Minh. Văn chương Lưu Bị hẳn là không bằng Tào Tháo, nhưng nói ông ta dốt nát thì quả thực sai lầm. Đến đây, hẳn nhiều người thắc mắc, nếu Lưu Bị tài giỏi như vậy, sao ông ta đánh trận toàn thua? Đó là bởi Lưu Bị khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, luôn ở vào tình thế binh ít tướng mỏng, ngồi chưa nóng chỗ đã bị địch đánh tới nhà. Lần duy nhất binh lực ông ta miễn cưỡng có thể so kè với Tào Tháo là trận tranh Hán Trung, và trận đó Lưu Bị thắng. Cuối cùng, văn võ song toàn là cớ làm sao? Võ thì tạm chấp nhận đi, nhưng văn thì nghe nói Lưu Bị ghét đọc sách mà. Ghét, chứ không hẳn là hoàn toàn không đọc. Tam Quốc Chí thuộc thư Chu Quần Truyện, có kể về một người tên Trưng Dụ, vì phạm tội phản nghịch nên bị xử chém, Gia Cát Lượng dâng biểu xin tội, Lưu Bị đáp, hoa lan thơm ngát nảy nở cửa ngoài, không thể không bẻ. Ngụ ý rằng, nhân tài mà không thể sử dụng, nhất định phải giết đi. Cách nói ẩn dụ thế này, có thể xuất phát từ một người hoàn toàn không đọc sách hay sao? Thêm vào đó, Gia Cát Lượng tập chép lại di chiếu của Tiên Chủ sắc mệnh cho hậu chủ rằng, người nên đọc sách Hán Thư Lễ Ký, những lúc nhàn nhã nên xem các sách của chư tử cùng với Lục Thao Thương Quân Thư, cũng giúp tăng thêm ý chí và trí tuệ. 2. Nếu Bị chưa từng đọc những sách này, có thể mạnh miệng bắt con mình đọc chăng? Cho nên, văn chương Lưu Bị hẳn là không bằng Tào Tháo, nhưng nói ông ta dốt nát thì quả thực sai lầm. Đằng sau nhân nghĩa, còn có một Lưu Bị với tính cách và tài năng như thế, mới đủ sức tranh hùng cùng hai họ Tào Tôn, mới đủ khả năng tam phân thiên hạ, trở thành một trong 3 bá chủ vĩ đại nhất của Tam Quốc lúc bấy giờ. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.